chịu với bò nhỉ, bên này giờ thông này nó mà hư rồi, nó khai ngồi thì không nổi, nặng mũi mùi ammoniac. Cái này là 10 triệu. Rồi, cái này 9 triệu, gần 10 triệu á, nhớ được 9 triệu mấy, 9 triệu 7 triệu. Không có cái gì trộn cho nó bro hơn chơi miếng giấy gơ vậy. Nó ăn là được chứ, rồi nữa, đành được rồi. Này mình phải có tỷ lệ bao nhiêu chứ? Một lọ. Một hả? Em thấy cái kem nhiều hơn ấy. Có gì á? Cái mùi kem mình gọi là gì ta nhỉ? Cái này gọi là Finibon, bộ Finibon này cũng giống kêu hai thành phần thôi mà cũng giống gì AB, kêu AB đó, kêu AB cũng trộn rồi này. Thôi em mua một chai gì em trét cái bình xăng xe em á, ồ trét cứng khiếp, kêu AB á hả? Ờ mà nó không phải tỷ lệ 1:1, nó cũng tỷ lệ 1:4, 1:2 vậy, thấy hai chai ngang nhau mà. Không, chai nhỏ chai to mà tùy anh à, anh mà làm nhanh á thì anh trét anh phê nó nhiều, phê nó cứng nhiều, chứ mà anh làm chậm anh làm chậm phê nhiều là chưa xong việc mà nó khô rồi ấy. Đó, mình phê cái chất cứng nó ít lại nó lâu khô. Này như vậy nè, phê cái thằng B cái thằng nhiều quá nó nhanh khô lắm. Này không cần phải lấy máy trộn gì à? Không, máy trộn đâu được đâu. Cứng lắm mà. Này mà lấy nó mới dẻo lận. Nó như máy đánh trứng vậy chứ. Không đánh không được. Kéo đèn đổ nó mới dẻo nè, cho mới đầu vô nó cứng nhất hà. Nó bốc mùi lên đấy. Này mấy cái dòng này nhỏ cho mấy cái đường kính như mấy cái tàu dầu bên kia đoạn đuối luôn. Giờ hả? Người toàn người kích liên tục rồi chứ. Dũng trưởng bộ phận bên máy này nghỉ không làm đâu, đi bán hàng à? Hôm trước ổng là phú mỹ mà hình như bữa nay nghe nói làm đâu bên hộp xo đây hả? Hộp xo nghe hộp xo nè. Ủa gì hộp xo rồi hả? Nghe mày nói bữa nay nghe hộp xo rồi nghe cũ quá. Chú mà làm cái đó chú ổng chú như vẫn còn mà chú nghỉ rồi hả? Chú nghỉ cái này rồi. Dạ, bữa nay nghỉ nghĩ mở đại lý du lịch với loại bán bảo hiểm thiếu rồi, thôi thầm tí nữa nhìn góc kìa chịu được ta mở tại nhà anh mua nhà đây này rồi chú nhà đâu nhà mua chỗ đường gì thì ta nhà mặt thử à. Đúng rồi. Mua bè tỷ mấy mà. Mua bè tỷ 7 làm vô hết mấy trăm triệu. Nhà hai mặt tiền. Phía trước là đường hàng mặt hẻm. Hẻm nằm trong hẻm. Hai hẻm luôn. Cái này là cái này
đằng sau là nó ok đó. Ê, em hỏi cái luôn mà. Ai mà thân thân với ổng thì ổng trẻ cao. Còn tôi cũng cây gia đình mà. Cái nào mới ổng trẻ đất không? À, nào biết là ổng trẻ đất. Ờ, mà nó cũng đúng cái luôn ông Thọ mà mấy hết mà. Ổng đề xuất được hết đó. Mấy ông bên kia đâu có biết ai như nào đâu. Dạ, ổng hết rồi kìa. Ủa, con mở vô hả? Cái gì đó? Cái gì con hả? Dạ, tôi rửa ra. Đổi cấp phát ngày hôm qua hả? Tối, được đó. Tối hôm qua, tối nay, tối nay. Tối nay, 24 tiếng. Tối nay là 24 tiếng rồi.